Ca nặng nhất vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai vẫn thở máy lọc máu sau 10 ngày. Hầu hết sức khỏe các bệnh nhân trong vụ ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai đã ổn định và xuất viện, trừ hai bệnh nhi bị nặng nhất. Sáng ngày 14 tháng 5, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhi 6 tuổi vẫn đang trong tình trạng nặng, vẫn phải thở máy và lọc máu. Đây là ca nặng nhất trong chùm ca ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai. Bệnh nhi này đã từng ngưng tim ngưng thở được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Do tình trạng bé quá nặng sau khi hội chẩn liên viện, các bác sĩ quyết định chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị từ ngày 4 tháng 5. Trong khi đó, bệnh nhi tên A 7 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, có dấu hiệu phục hồi tốt. Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, bé đã cài được máy thở, tự thở khí trời, cử động tay chân và đang dần hồi phục từng bước. Các bệnh nhi khác liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm này đều đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến nay tất cả những bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng bánh mì Cô Băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, sức khỏe đều đã ổn định. Như báo chí đã đưa tin, vào tối ngày 1 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy do ăn bánh mì thịt tại tiệm Cô Băng. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm như pate, thịt lợn đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua lấy tại cơ sở bánh mì khi vụ ngộ độc xảy ra, phát hiện vi khuẩn Salmonella.